cuốn sách kể về những năm 90 của thế kỷ trước, Khổng Văn Long, Tiết Hào Nghĩa, Nghiêm Hữu Tài và Voi làm nghệ du lịch trên phố cổ lầu thành phố Tây Kinh. Bọn họ đều đã trải qua đỉnh cao và thung lũng sự nghiệp, còn có yêu đương, kết hôn, cãi nhau cùng với bị bắt. Trong đó cuộc sống tình cảm của Khổng Văn Long và Triệu Hồng Ngọc biến đổi bất ngờ, cuối cùng tu thành chính quả. Cuốn sách từ những trải nghiệm cuộc sống quanh co và những câu chuyện tình cảm méo mó của một người bình thường như Khổng Văn Long phản ánh toàn diện quan niệm cuộc sống mê man và mâu thuẫn của mọi người trong giai đoạn đầu cải cách mở cửa, tái hiện một cách chân thực cảnh sống phong phú đa dạng của các tầng lớp người bình thường trong xã hội chương một. Từ chức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Về nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 vào cửa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Đón tiếp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Ẩn hình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Đại thủ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Sắc tình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Tiếp nhận công việc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Chia tiền Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Bạn nhảy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.